Công ty từ Anh Nguyễn, công ty Outdoor Anh Nguyễn xin trọng kính chào đến cả các bác, anh chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay là buổi chiều chủ nhật ngày 1/4/2018, Anh Nguyễn lại tiếp tục được thực hiện niềm vui của mình, đó là sự tiến nhiệm của tất cả các bác ở trên mọi liều đường của Trung Việt Nam, Bắc Trung Nam. Đó là một sự hạnh phúc của anh Nguyễn khi làm audio, tức là âm thanh. Thì hôm nay anh Nguyễn xuống tận nhà bác Đỗ Văn Hưng, có địa chỉ ở đội 4, xã An Sơn, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Số điện thoại của bác là 0163 800 2968. Anh Nguyễn đọc lại, số điện thoại của bác Đỗ Văn Hưng 0163 800 2968. Nắp một bộ hát karaoke chuyên nghiệp đẳng cấp và hiện đại. Sau 15 phút sáp, anh Nguyễn sáp thành công một bộ hát chuyên nghiệp. Thiết bị nhất lọc gồm có một chiếc lọc DVX-231 đã trở thành huyền thoại trong ngành lọc nhạc của Việt Nam và quốc tế. Hình xuyến có biến áp hình xuyến. Thiết bị thứ hai đó là một chiếc máy Idol View nổi tiếng với âm nhạc là viên ngọc viên đông, là trái tim tỏa sáng trên bầu trời Việt Nam và quốc tế. Thiết bị thứ ba đó là một cặp mic trung bộ UG92 La Mã, gọi là ông lớn trong ngành ca hát, đã chiếm ngự được rất nhiều các trái tim đam mê âm thanh và yêu ca hát trên mọi miền của Tổ quốc Việt Nam cũng như ở thế giới. Thiết bị thứ tư đó là một chiếc vang số BUCGX12 phiên bản mới nhất được cập nhật từ công ty điện tử Anh Nguyễn. Và làng cái nữa này có hai nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là trải chuốt các sản phẩm âm thanh ra một cách sâu sắc nhất, uy lực nhất, mềm mỏng nhất. Nhiệm vụ thứ hai là xử lý giọng ca một cách bài bản, ấm áp và chi tiết. Thiết bị thứ năm là một cục đẩy công suất AX260 đẩy háng 20 tụ lọc nguồn và chạy 28 đèn có bù áp, có ánh cực khỏe, cực lực, cực cay, cực ấm, cực mạnh và cực nhẹ. Và hôm nay anh Nguyễn kém một đôi loa bái của Đức MU, hơi MU bắt 40, chiếc kèn titan từ 17, bắt từ 20, họng 100, đúng là chất mang đậm chất châu Âu của anh, những cực hay, cực chất, cực lặng, cực mạnh và cực ngọt. Đây chính là một bộ hát mà anh Nguyễn đã ghép cho bác Đỗ Văn Hưng, có địa chỉ đội 4, An Sơn, Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Và số điện thoại 0163 800 2968. Đây là một ca khúc Tết rất âm để bàn giao cho bác Đỗ Văn Hưng ở Hải Phòng. Trả lại em yêu trước con ngày nào. Ở đây là bác Hưng ở Hải Phòng. Tôi chào bác rất là xinh xắn. Cả ngày em yêu như năm học trò, như đêm hẹn hò ngày ta có nhau. Giờ hơn chị em nét đi đường buồn. Bác Hưng ngoài chú đam mê âm thanh yêu hát thì bác còn có thú chơi gà, chơi cây cảnh và chơi chim. Bác ấy thích rất nhiều loài động chim, bác thích chim sơn ca, chim họa mi, chim khiếu, chim di. Nhưng trong cái dòng chim đó, khi mà anh ấy phỏng vấn thì bác thích nhất là loài chim cánh cụt. Bác ấy bảo dòng chim cánh cụt là một dòng chim nó không biết bay và nó chỉ suốt ngày chỉ biết ngủ thôi, nó không quấy, nên là bác ấy thích nhất là dòng loài chim cánh cụt. Theo em thế, thì ngoài cái là dòng chim ra thì em cũng rất thích dòng chim cánh cụt. Ừ. Chim cánh cụt là dòng chim nó hiền lành. Để rồi đã đi cách xa nghìn trùng, từ năm xưa sẽ tan như quạt bèo, ai ở ngày nào giờ như giấc mơ. Thank you.
Và hướng dẫn mưa